Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn có anh trai là chùm mafia siêu lầy lội? Nani? Và khi bạn làm em gái của anh trai mafia, bạn sẽ được bảo vệ khắp mọi nơi, 24/24 và luôn luôn được bảo vệ, quan tâm và yêu thương. Và dù bạn có đi đâu, anh trai mafia ấy sẽ đi theo bạn và bảo vệ bạn. Ai cha cha phiền dữ ta. Theo bạn, chuyện gì sẽ xảy ra khi Jimmy trở thành em gái của anh trai mafia siêu lầy lội này? Đừng quên xem video này nha. À và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe, bình luận phía dưới. Và đừng quên lắc chuông cả nút đăng ký, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Còn bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. Ủa, sao hai chú bắt con vô đây làm chi vậy? Chú... Thì ta là cướp, ta phải bắt mày chứ. Dạ nhưng mà... Chứ còn gì nữa? Đáng sợ quá. Hai chú có thể thả con ra được không? Con đâu có gì trong tay đâu, sao chú bắt con vậy? Nhìn cái gì ở tay vậy? Cướp nào ngu lắm ấy hả? Nhìn ngươi ra, trời ơi. Nè, nhìn trên tay kìa. Đang cầm cái gì đó? Ê, dạ không, cái này là dây chuyền giả, không có gì hết trơn á. Mấy chú ơi, con kèo thì đưa đó. Đây, kiểm tra cho em có phải dây chuyền giả hay không? Vậy đó. Thôi, cái dây chuyền này rất là quan trọng với con lại đưa hai lèo đó. Dạ, không quan ai lên. Dạ, con không đưa được đâu à. Bây giờ nhận ơi, bọn đưa là tụi ta sẽ gọi là nhốt người vô cái căn phòng tối thui là toàn nhện, toàn ma không có sợ vậy. À, cái gì cũng ma đó hả? Thôi, con không chịu đâu, ai cứu con với? Mày cứu tôi đi đâu? Đừng tay lại. Ủa? Cho các người dám bắt cóc em gái của ta. Nếu như các người không thả nó ra thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Ủa này là ai hả? Này là ai hả? Gì đâu mà có cái sẹo ngay trên mặt nghe ghê quá vậy. Trời ơi, ngầu không? Thấy ngầu không? Thấy ngầu không? Ngầu ghê, trời ơi, nhìn sợ vãi trưởng luôn á. Trời ơi, có cái gì không? Cầm cây ra, cầm gạch ra. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, hổ báo rồi lại. Biết sao không? Trời ơi, sợ quá. Chạy đi không là bị hai tên cướp này quánh anh bờ mặt đó. Em yên tâm, có anh ở đây rồi. Còn các người đừng trách tại sao ta lại không cảnh báo trước. Hãy xem ta đây. Ủa, nó đọc gì vậy? Hiểu không? Đọc gì vậy? Đọc gì lên tên quá vậy? Trời ơi, đọc gì lên tên quá vậy? Trời ơi, cười quá vậy. Đừng sâu lưng đi. Các con trai của ta, nhớ nhẹ tay thôi nha. Ủa? Dám đánh thức ta hả? Biết lỗi của mình chưa? Em biết lỗi rồi. Mà cây lúa đi. Em ạ. Rồi, nhóc có sao không? Dạ, em không có sao hả? Cảm ơn anh đã giải cứu em nha. May thiệt á, nhóc mà có chuyện gì hả? Là hai ngày tới xấu ra này. Biết lỗi rồi hả? Rồi, giữ ngoài. Giữ ngoài rồi, biết lỗi rồi. Sao. Mày có bị thương ở đâu không? Để xíu anh dẫn em về bệnh viện qua nha. Dạ, vậy cũng được ạ. Vệ sĩ, bắt hai này về hang ổ. Hiểu rồi, vậy ta biết rồi. Ra đây. Vệ sĩ, bắt hai này về ngục. Lên. Dạ, bỏ nghề mà. Làm gì anh bắt em đánh vậy? Đi nhóc, đây, anh dẫn nhóc đi chữa bệnh. Đây, tới bác sĩ chị Hương nè. Dạ vâng ạ. Thì sao anh trai giúp đỡ mình vậy ta? Mình không biết nữa. Đợi em với. Đi em. Dạ. Ủa? Tới nơi rồi nè. Xin giới thiệu với nhóc. Đây chính là cung điện của anh. Wow, trời đất ơi, thì ra anh sống trong cung điện sao? Trời đất ơi, hay vậy. Nó từng tới cung điện bao giờ chưa? Dạ chưa, vì em lúc nào cũng lang thang ở ngoài ấy anh ơi. Thôi bây giờ thì chúng ta vào cung điện đi. Dạ. Nhìn nhóc chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ vô anh sẽ cho người tắm rửa vô nhóc. Dạ. Wow. Không, bà đây quý. Tại sao lại có một người nào tốt bụng với vậy như mình nhờ? Cung điện nhìn bự quá à. Chào mừng ông chủ, cháu bà già. Việc ta kêu hai cậu làm đã làm tới đâu rồi? Dạ, không biết bao chủ à.
để giao cho chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành rồi ạ. À, mời ông chủ đi theo chúng tôi. Ừ, tốt lắm. Ủa? Ê, Yêu Anh này nhóc. Dạ, mà làm gì vậy ta? Ta bảo là nhốt cái chỗ nào nó dễ dễ nhìn xíu, chỗ người ta bị cận nhốt với ai vậy trời. Dạ, 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 không cảm ạ. Cứu gì mà cứu? Đây là thứ mà cái người xương đen mà nhận được. Dám mất công cho em hả? Em xin lỗi cho liếc vậy trơn á. Bây giờ đây là hình phạt của các người. Ở đây mà từ từ chịu nóng đi. À, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Tới đồng khoảng 10 giờ rưỡi ngày hôm sau, ta sẽ dẫn người lên cảnh sát. Dám mà chịu nóng đi. Cho em ra cái đồng cảnh sát luôn đi nào. Xin lỗi em bỏ nghề rồi nên nè, nát em sống vậy, em sống cái tình trời em ơi. Ở đây mà chịu phạt đi. Ngày mai ra cảnh sát lỗi lại sao? Nhất quên mất. Bây giờ lo tới 2 ngày không quên mất tiêu luôn. Hình như sáng giờ nhóc ăn uống gì chưa? Giờ chưa ạ. Bụng em đói meo luôn. Ngươi bụng hả? Ê, ai kìa? Dạ thưa. Cái mì đồ ăn, con nhóc nhanh lên. Dạ thưa chú. Thôi, bây giờ nhóc đi theo ta. Ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ chị Thương. Đi. Dạ vâng ạ. Một lúc sau. Nhá. Ê, đâu? Sao? Ê, đâu? Ủa? À, tôi đây, dạ tôi. Dạ không chữa, ông chủ, tôi đây. Út chú chú. Cái bánh. Ủa? Dạ. Dạ thưa ông chủ, thưa gọi là ông chủ đã yêu cầu những món gọi là ngon nhất trong cung điện của chúng ta ngày hôm nay nên là tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có sashimi cá hồi đó, món thượng hạng. Tiếp theo nữa đó chính là món chè để ăn gọi là chén miệng. Tiếp theo nữa đó chính là lẩu cà ghi đó. Trời ơi, sao nhiều món dữ vậy? Đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có món gà thượng hạng. Như là cậu chủ đó yêu cầu tôi làm hết 5 con, tôi sẽ đặt 5 con ở đây luôn. Đó, cuối cùng nữa đó chính là món bánh chén miệng đó cậu chủ. Vâng. Làm tốt lắm nhưng mà tao là ông chủ. À quên ông chủ lộn, tại cậu trẻ quá nên tôi cứ tưởng tôi cứ cậu rồi gọi là cậu chủ, quên. Thôi được rồi, cái người làm tốt lắm, hưởng con cái là đeo ngoài hai đứa ăn đi. Đem cái bài ăn, người nem đi. Thôi nhóc con, dạ. Nhóc cứ ăn đi, ăn thoải mái đi. Cung điện này là của ta, nên là tất cả những món đồ này của ta hết. Ăn đi, không ai đánh nhóc đâu. Dạ, vậy để em ăn hết được hả? Được. Ủa, dạ. Mà nhìn nhóc vậy á, rồi ba mẹ nhóc đâu? Sao người ta, sao ba mẹ nhóc không tới bảo lãnh nhóc về? Thì thật ra từ lúc em sinh ra em đã bị bỏ rơi vào một cái xó rồi. Và em cũng không biết ba mẹ mình là ai nữa. Nên gần như lúc em sinh ra không có ba mẹ. Cái gì? Xin nhóc ra mà dám bỏ nhóc lại chỗ đó hả? Dạ. Quá đáng thiệt. Nhưng mà ta gặp hai người đó hả? Mới nói chuyện như da lẻ mới được. Dạ rồi, sao chịu được mà... lâu lắm rồi. Ăn nhum nhum nhum. Nhưng mà nếu nhóc đã không có gia đình rồi thì mấy em thấy anh sao? Anh thế hả? Anh là một người cực kỳ tốt nè, mà còn dạ cứu em, mà còn cho em ăn nhiều đồ ăn ngon nữa. Anh là một người hay quá vậy, em làm em gái anh đi. Hả? Em gái anh đi. Em gái anh? Ủa đúng mà rồi. Nhưng mà khoan, đúng là em chỉ là một cô gái nghèo thôi. Mà tại sao anh lại muốn nhận em là em gái mà còn giải cứu em nữa chứ? Hả? Tại gì? Tại gì? Tại gì? Anh ơi. Tại vì từ đó mình chết. Chứ có một cô em gái nhưng mà ba mẹ có một cô gái chết. Đấy nên được rồi, em sẽ trở thành em gái của anh. Thấy không? Dạ, nói thật mà. Vui quá, ăn đi em ăn. Dạ sẽ cho em đồ ăn lên đi. Ăn đi. Dạ. Ăn nhiều vô. Dạ. Ăn cho họng luôn.
này nọ này nọ. Trời đất ơi, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Wow, mình không chờ quá à. Chú có chú, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết đồ rồi. Để ta xem nào. Sách. Dạ đưa cô chủ. Những ngày đầu tiên cô chủ đi học, tôi đã đích thân chuẩn bị sách vở, bút viết cho cô chủ rồi ạ. Vậy sao? Được, tôi được chuẩn bị một siêu xe cực VIP để đeo cô chủ đi học. Thế thì tốt quá. Trời đất ơi, không ngờ ngày đi học đầu tiên của mình nó lại tuyệt vời như vậy. Được rồi, mình sẽ cố gắng học thật tốt và kết thật là nhiều người bạn tốt mới được. Cố lên. Em ra. Học hả? Dạ đúng rồi cậu chủ. Vậy là em mình 18 tuổi rồi. Đúng rồi. Thiệt tình. Anh quên à, em ơi. Trời ơi, mày bây giờ em thôi một tí anh tới đâu lại em chắc kia cầm vợ em đi coi vậy em bỏ anh chứ. Trời đất ơi, thiệt tình, nó chỉ là đi học thôi mà, ai cũng chả phải đi học đúng không? À, hôm nay là ngày đầu tiên em gái ta đi học. Các người đi thuê 100 chiếc trực thăng, 300 chiếc quả tiễn, 1000 chiếc xe tăng đi canh khắp trường đó ta. Thằng nào manh động đụng vô em gái em một cái khai hỏa liền. Dạ, anh trai, đi không cần mà. Trời đất ơi, em đã lớn rồi, em không cần mấy cái đấy rồi đâu. Em chỉ muốn làm con người bình thường thôi anh trai. Chết tôi rồi, chết. Rồi, em xin lỗi anh trai. Không phải, thật ra em cũng biết là anh chỉ muốn quan tâm và lo lắng cho em thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta đi học nên chúng ta không cần làm lỗi như vậy. À, thôi được rồi, nếu mà có vấn đề gì em nhất định sẽ gọi anh, được không? Nhớ em. Dạ, nhất định mà. À, thôi, bây giờ em đi học rồi. Thôi vệ sĩ bây giờ. Để lấy xe em chở em đi. Thôi, không sao, anh cứ ở nhà đi, em có vệ sĩ mà. À, vệ sĩ bây giờ các ngươi chuẩn bị xe cho ta đi, bây giờ ta đi học nha, ok? Nè, em gái nào mà có việc gì ấy về chớ đi ra đây chưa? À, tôi biết là em cháu. Rồi. Em gái đi học vui vẻ em. Dạ vâng, em biết mà, anh nhớ ở nhà nha. Và đặc biệt, không được đi theo em, nghe chưa? Rồi, biết rồi, biết rồi. Rồi, ok, bye anh trai, em đi học bye đây. Bye. Em đi kiếm thợ sửa cửa. Đó đây là trường học sao? Chúng ta đã xin tới trường học rồi thưa cô chủ. Được rồi, dừng tạm đây thôi đi. Dừng lại. Trời đất ơi. Nói chung là ta không muốn để mọi người biết ta là ai đâu. Dạ đưa cô chủ. Cô chủ là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà cô chủ đi học á. Nên là có bất cứ cái việc gì, dù có khó khăn gì hay là bị ai bắt nạt hay sao á, cô chủ cứ gọi tụi tôi ra. Ủa mà sao vậy? Trời đất ơi. Cô chủ không gọi tụi tôi á. Là ông chủ. Ông sẽ Rồi, tao biết rồi. Thôi, bây giờ hai người về nhà. Và đặc biệt, phải nhớ canh anh trai của ta, không được để gọi là anh trai lên đây nha, nghe chưa? Dạ vâng, được cô chủ. Rồi, cô chủ giới thiệu cho tôi nha. Tôi sẽ thực hiện 24 giờ 24 luôn. Rồi, đi về đi, rồi tạm biệt. Cô chủ nước đẹp nó lên. Rồi, tao biết rồi. Trời đất ơi, làm em gái của anh trai mafia kiểu vậy á. Thiệt tình á. Được rồi, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà đi học. Nhất định mình sẽ cố gắng kết thật là nhiều bạn. Và đặc biệt, phải học thật là tốt. Nhất định sẽ phải... Ây da! Xin lỗi hai bạn nhiều nha. Mình học sinh mới á, nên mình lỡ va chung. Không xin lỗi hả? Chứ ra xong không xin lỗi kỳ lắm. Mình chào hai bạn nha, mình học sinh mới. Có gì hai bạn thông cảm cho mình nha, xin lỗi nha. Học sinh mới hả? Đúng rồi. Biết tôi là ai không? Bạn nhà bà Phương, bố là to. Cái thừa của tôi á, bị ám đụng rồi không? Ủa, vậy á, mình xin lỗi bạn nha. Do mình mới đi học á, mình không có biết. Mặt đồ
rồi, nhìn tưởng muốn làm đại ca hết trơn rồi, xin lỗi anh. Cái chức đại ca là của tôi, ok. Mình đâu có ý gì đâu, sợ gì chứ. Muốn đại ca không? À, dạ không, mình không muốn, mình chỉ muốn đi học thôi. Xin lỗi anh ạ. Ủa, tiếng reo kìa. Ôi, vô học mày ơi, học trẻ học rồi mày. Ấy em, có chừng ấy em, ra con trường gặp nhau em. Có chừng nha. À, tôi biết rồi. Hả? Cái gì vậy trời, mình chỉ lỡ đụng hai bạn ấy thôi mà. Trời đất ơi, thiệt tình đó, mới đi học mà đã gây sự rồi. Thôi, cố lên nào Jimmy. Mình nhất là phải cố gắng kiếm được bạn mà. Hai thằng nhóc đó bắt nạt em gái tao, thì ngươi thấy không? Ê, thấy đi mà, tao chuyển của mình đi. Hai thằng nhóc đó, sang bằng cái trường bây giờ. Cất đi ông chủ ơi, không là em gái ông chủ nổi giận đó. Cất cũng may trường học đó. Đi theo dõi em gái tiếp cho lên. Dạ. Lớp thì có. Ôi trời. Ngày hôm nay là lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Lớp đi em. Dạ vâng ạ. Ok. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình là học sinh mới. Mình tên là Mèo Simi. Có gì mình mong mấy bạn giúp đỡ mình nha. Dạ em xong rồi ạ. Vậy em xuống. Dưới kia còn chỗ trống kìa, em xuống ngồi đi. Dạ vâng ạ. Ok rồi, chào mấy bạn nha. Chào mấy bạn nha. Chào mấy bạn nha. Mắc gì đứng chào hoài vậy? Không, mình 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 xin lỗi. Chẳng lẽ đây là cách mà mọi người kết bạn với nhau hả? Cười vậy ta. Nè, chào cậu. Tớ là Karen, cậu học sinh mới hả? Cậu tên gì vậy? Đúng rồi, cậu tên là Simi á, chào cậu nha. Thì nha, cậu tên là Simi hả? Ui, cái tên nghe hay ghê á. Thôi, cậu cứ học đi, có gì á, bọn mình giúp đỡ nhau trong công việc học tập nha. Được rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng mà. Vui quá à. Cố lên. Ôi trời. Ok, được rồi. Mình sẽ lấy lon nước ở đây. Có vậy hả? Nước hả? Đúng rồi, mình đi mua nước nè. Ủa sao vậy hai bạn? Hả? Mua dân trang đi trời. Nhưng mà cái lon nước này là của mình với, mình chỉ đem được mấy đồng mà. Trời ơi trời, quy định đó, cái trường này là học sinh mới vô là phải mua nước cho học sinh cũ á, đúng không? Đúng rồi, mà mới mà. Trời ơi, biết tụi tao ai không? Má cũ nhà tao muốn làm tồ coi. Nhưng mà mình chỉ có đúng một chai nước rồi mấy bạn ơi. Hai các bạn kia. Hai bạn đừng có bắt nạt người mới nữa. Dù sao cậu ấy cũng là học sinh mới đó. Mẹ đừng có bắt nạt người mới. Anh đùng của Mỹ Nhân à? Hả? Anh đùng của Mỹ Nhân à? Phải không mày? Nếu cậu còn làm như vậy nữa, tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng đó. Nói cho nghe, biết thầy hiệu trưởng là ai không? Thầy hiệu trưởng là bố của ta. Ba ơi. Ủa cậu nhầm hả? Ủa hiệu trưởng là ba tôi mà. Ủa ba cậu hiệu trưởng trường là người nào á? Sao vậy? Lấy le cái hả? Sao? Nè, nhìn nó nhìn chán sợ luôn á. Không giúp thì cậu nên đi đi. Nếu cái cậu không đi á, tôi sẽ làm thật đó. Trời ơi, ok. Trời ơi, mình có Mỹ Nhân kìa. Nhường đi, bỏ ngỏ ra. Ai cho mày lần này á, lần sau gặp ta lấy cây đội đầu đi. Đây. Hai bạn này cười ghê á. Nè, cậu có sao không vậy? Tôi không biết sao, cảm ơn cậu nha. Tốt nhất á là cậu không nên dính vào mấy người đó. Bọn họ là đầu gấu của trường này á. Hả? Thật hả? Bây giờ tức là hôm nãy mà đụng nhầm đầu gấu hả? Gì trời. Mà dù sao thì hôm nãy bạn cũng giúp đỡ mình á. Cảm ơn cậu nha Kairon. À đúng rồi, hay là thứ bảy tuần này bạn cũng qua nhà mình chơi không? Coi như là lời cảm ơn của mình. À, và có một điều nữa, đó chính là bạn có thể làm bạn với mình được không? Bởi vì từ trước tới giờ mình cũng không qua kết bạn á. Với lại bạn là người đầu tiên mình gặp nữa, nên liệu bạn có thể làm bạn với mình được không? Nè,
Cậu ngốc quá à. Chúng ta học chung lớp lại còn ngồi chung bàn nữa. Nếu không trở thành bạn của nhau thì không lẽ trở thành kẻ thù sao? Đó, thật hả? Yeah, người bạn đầu tiên của mình. Nếu mình anh trai của mình sẽ rất là tự hào về mình cho coi. Thôi chúng ta vào lớp đi nha. Ừ, ok. À mà nhớ thứ bảy tuần này cậu nhớ tới nhà tớ chơi nhá. Nha. Được, tớ biết rồi. Thôi bây giờ mình vào lớp học thôi. Đi thế nào? Nha. À, trời đất ơi, hôm nay là ngày mà gì ta? Cậu ấy sẽ tới nhà mình chơi. Nè, anh ơi, em đi học về rồi nè, anh trai. Em ơi. Con bay lên trường em bị bắt nạt dữ lắm đúng không em ơi? Trời nó đói em họ đây 100 chiếc máy bay. Ông đây 300 chiếc trực thăng lên. Em bảo vậy em không chịu. Em có kêu để nhà đi làm cái gì? Trời bị bắt nạt rồi, chơi chồng đánh em ở đâu em đây? Trời đất ơi, thôi mà anh trai thật tình á. Với lại do lúc mà em lên trường em lỡ gây sự với người ta, nhưng người ta nạt nộ em xíu thôi, anh đừng có lo. Em gây sự với người ta cũng không được đánh em. Tại em là em gái của anh. Em được gây sự với mọi người. Mọi người không gây sự em. Ok. Nhà lần nào anh gây sự đi. Được rồi, để em nói. Em chưa nói xong mà. Thiệt là tình á. Khóc gì mà khóc dữ rồi, đem lau nước mắt cho anh coi. Trời khóc dữ. Rồi mà em ở đây mà đây. Vậy có một điều quan trọng đó chính là lúc em đi học em đã kết được một người bạn. Kết được một người bạn hả? Đúng rồi. Và đặc biệt hơn nữa, bạn ấy là còn giải cứu em khỏi những tên bắt nạt nữa. Giải cứu em khỏi tên bắt nạt luôn. Đúng rồi. Này, mày đi chuẩn bị bàn tiền cho tôi. Đi chuẩn bị bàn tiền cho ta. Mày lên okay. Giải bạn của chủ ok. Dạ. Em bao tiền đúng rồi. Dạ. Đi qua đây anh đãi một buổi tiệc lớn nhất Sài Gòn. À đâu, lớn nhất cái chỗ này luôn ok. Ok, hiện tại bạn ấy cũng đang qua luôn á. Wow, nhất là anh phải gặp bạn ấy mới được. Thôi, bây giờ em đi vô chuẩn bị xíu nha anh trai. Em vô đi, để anh đứng ngoài đây anh chờ đó. Dạ. Trời đất ơi, hôm nay người bạn đầu tiên của mình sẽ tới nhà mình chơi. Ấn tượng à. Được rồi, chuẩn bị thôi. Chào cậu nha, tôi tới nè. Tan, giới thiệu với anh trai của em. Đây, chính là người bạn của em á. Bạn của em là con trai hả? Đúng rồi. À đúng rồi. Nè Kaelan, tôi quên giới thiệu với cậu. Giới thiệu với cậu. Đây, người anh trai của tôi. Một người cực kỳ yêu thương tôi á. À, thì cậu đây là anh trai của cậu sao? Chào anh, em tên là Kaelan. Chào em. Nè anh trai xinh đôi dữ vậy. Đây là bạn của em mà. Thôi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ăn thôi mọi người. Đi thôi. Dạ thương chủ, bọn tôi đã chuẩn bị rất là nhiều món ngon để chiêu đãi bạn của cô chủ rồi ạ. À, tốt quá. Cảm ơn trai chiều nha. Nè, bây giờ cậu ngồi đây đi, bây giờ tôi sẽ ngồi đây nha. Ok. Ủa, đồ ăn ngon quá. Ủa, đánh em, gì vậy? Em phải ngồi bên đó, con trai con gái không được ngồi gần nhau. Để anh ngồi đây cho. Ủa, anh cũng là con trai mà, chú kì vậy? Anh là con trai nhưng mà anh là gia đình của em, anh là anh trai của em, anh nói là bạn của em thôi, em ngồi bên đây đi. Ủa, anh trai sao anh... để vệ sĩ cầm gậy cạnh nặng em vậy? Ủa? Không có sao không? Cái này là anh đang bảo vệ an toàn cho bạn em thôi, em hiểu không? Tại vì nhà mình là kiểu có nhiều kẻ địch lắm, hiểu không? Em vô em gọi băng đi. Chị gọi là vậy. Để băng ạ. Anh nhiều vô. Wow, đồ ăn nhà mình làm ngon quá. Luôn gì vậy? Anh chơi. Kỹ mà, để bạn em tự nhiên đi. Trời đất ơi. Được rồi, ăn đi em. Dạ, để em ăn, ngon quá anh ơi. Ngon quá. Dạ, anh vệ sĩ, anh nếp ra xíu, anh vệ sĩ nếp ra xíu. Vâng. Trời ơi, anh trai tôi, phân. Ăn nhầm nhầm, wow, bánh ngon quá à. Anh trai, ủa anh ăn gì chưa, hả? Anh bây giờ ăn nhiều lắm rồi. Ngon lắm đấy. Dạ ngon lắm luôn á. Trời, đồ ăn nhà mình mà. Ngon không trời? Dạ ngon ạ. Dạ ngon, ngon lắm anh ơi, ngon lắm. Thôi thì được. Em gái. Dạ. Bây giờ anh cũng có chuyện cần nói với bạn em á. Mấy giờ là... Ê, anh kia.
Dạ, dạ, dạ. Đi mua sắm đi shopping gì đi. Anh không được bắt nạt bạn của em đó nha, nghe chưa? Anh biết rồi, anh đâu có bắt nạt đâu, giờ anh thì gần chết. Vậy thì tốt. Ok, thưa anh trai, em đi shopping đây. Bye bye. Bye bye em. Thôi, đi thôi mẹ sĩ. Bye bye em gái nghe, đi cẩn thận nghe. Em có phiền nói chuyện với anh xíu không? Không ấy, chỗ này hơi khó nói nha. Mình đi ra ngoài này xíu đi. Dạ, cũng được. Ủa anh trai, anh kêu em ra ngoài đây để nói chuyện gì anh trai? Có chuyện gì đâu. Em trai à, để anh nói cho em nghe nè. Cái người mà em dẫn tới đây á, cái ngôi nhà này nè, là của anh và em gái anh. Vâng. Và nó cũng là đứa em gái duy nhất của anh. Dạ. Nó là em mà làm cho nó khóc á. Thì anh có chơi mày á mày. Tao cho em có gọi là 1000 độ C 85 à. Trong ngục tù ok chưa? Một người canh 24 giờ là 24. Tao cho biết thế rồi, địa ngục trần gian. Dám làm em gái là đâu mà có chơi nha. Dạ biết rồi. Trời em không làm anh em gái anh buồn đâu. Yên tâm. Anh trai ơi, em sắp bên về rồi, nhiều đồ quá à. Ồ, em gái về rồi hả? Em gái chờ anh xíu, để anh ra, anh xách đồ hộ em gái lên. Bây giờ nhóc đi về đây, ta không có tiếp nhóc nữa. Bây giờ ta có việc làm rồi, ta phải ra xách đồ hộ em gái ta. Đi dây. Dạ, em biết rồi, À, một đống đồ luôn nè, trời đất ơi. Nghe em gái cute của mẹ với anh về rồi, thay đem xách đồ hộ cho em nè. Trời đất ơi, hôm nay em còn mua một đống đồ cho anh nữa nha. Ủa, mua đồ cho anh luôn hả? Đúng trời ơi, vui vậy. Ủa, mình trai ơi, bạn em nó mất tiêu rồi. Hả? Nè, bạn nào? Ủa, thì cái bạn Kairon á, hồi nãy bạn ấy có nói chuyện với anh á, đúng không? Ủa? À, bạn nó về rồi. Thôi, bạn nó kêu là đau bụng, đâu biết nó về rồi. Bây giờ, đây đánh xách đồ vô, rồi lên đóng cửa sạch kẽ đi. Ờ, dạ vâng. Ủa, quỷ ta. Ôi, chắc lúc sau vậy. Đây là anh trai mafia siêu ngầu của tôi. Vì rất thương em gái của mình nên anh trai mafia này sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến em gái mình vui. Nhưng bỗng nhiên Simi lại vô tình thích một cậu bé ở trường học, và điều đó khiến anh trai mafia cực kỳ nổi khùng. Và anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để phá hỏng buổi hẹn hò của em gái mình. Theo bạn thì anh trai ấy có thể ngăn cản Simi được không? Đừng quên xem hết video này nha. À và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và lên bình luận phía dưới. Và đừng quên lắc cho bên cạnh nút đăng ký, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều á. Còn bây giờ xem video thôi. Làm vậy sự cái kiểu vậy hả? Có mỗi cái gì ta giao cho các người là bảo vệ em bé của ta cũng không làm được là sao? Ha! Ngày hôm qua hả? Em gái là bị bắt nạt. Mà các người không một ai, nobody, no one bảo vệ con bé. Tôi làm nghệ sĩ cho mẹ. Thế không, ông chủ tha cho bọn con tôi. Thế mà tôi cũng đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà cô chủ cứ bảo là mặc kệ cô chủ á. Thế bọn tôi không muốn cái lời cô chủ á. Ông chủ ơi, đừng mắng bọn tôi mà. Ủa, cô chủ nói là nghe hả? Cô chủ nói không bảo vệ là không bảo vệ. Không biết bảo vệ lén hả? Không biết đi theo núp núp rình bảo vệ rình hả? Không biết gọi là bảo vệ một cách âm thầm lặng lẽ hả? Nói gì nghe đó hả? Ủa rồi bây giờ là các ngươi là đi làm vệ sĩ hay là đi làm người là ở chợ hả? Nói gì nghe đó. Trời ơi, tức quá mà. Hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ phải chịu phạt. Thôi cô chủ ơi. Cô chủ tha cho bọn tôi. Xin lỗi cô chủ nhiều. Cô chủ ơi, thanh thản với cô chủ ơi. Cái tiếng gì mà ồ ào dữ vậy? Hả? Sao vệ sĩ là ngồi khóc ù lu ù la dữ vậy? Cô chủ cứu bọn tôi với, cô chủ ơi. Cứu hả? Cô chủ nào đây, có tao đây à? Anh trai, anh lại bắt nạt vệ sĩ đúng không? Anh trai cái gì mà? Em gái, trời ơi, em gái mẹ đây làm gì à? Trời ơi, nãy em trong nhà em thấy ồn ào quá trời luôn. Ủa, sao vệ sĩ quanh khóc quá trời nè? Nè, anh lại bắt nạt vệ sĩ nữa đúng không hả? Anh trai xấu tính quá. Dạy anh đang chơi một trò chơi với vệ sĩ thua nên vệ sĩ khóc thôi. Đúng không? Trời ơi, hả? Chơi game gì mà ngồi khóc vừa luôn vừa la ghê dữ vậy? Tại nó chơi giỏi nó thua được không mà. Thôi bây giờ là em vô trong đi. Chứ anh vô nấu ăn cho anh ha. Anh có gì chừng với mình vệ sĩ đi xíu cho hỏi máy sao chị chết.
Ủa, mà anh có chắc không nhỉ? Anh thấy vệ sĩ không được ổn lắm á, khóc ghê quá. Không sao đâu, vô ngồi đợi chứ nấu ăn nha. Ok, anh nhớ vô nấu ăn nha, ok. Ừ, biết rồi, mang vô. Là gì ta? Bye bye anh gái em. Còn các người, mọi đứa chạy vòng vòng cung điện 100 vòng, đưa trước 100 cây, bắt đầu. Khổ quá mà, trời ơi. Giờ ăn tới rồi, vệ sĩ đâu lên, gấp hút đặt lên cho tay lên. Trời ơi, anh nói thiệt với em luôn á, tại sao em học có một mình trời. Thề đúng không, bữa nghe giờ em thấy em bị bắt nạt rồi anh lo lắm luôn á. Thôi bây giờ cho vệ sĩ đi heo đi, cho an toàn. Trời đất ơi các bạn, mà lần trước là do em gây sự với người ta nên em mới bị người ta đánh chứ. À không phải đánh mà là người ta nhắc nhở xíu thôi, nên anh yên tâm nha. Thiệt tình á. Không được, không được, vậy không được. Em là cành vàng lá ngọc, ở nhà anh cưng như trứng hứng như hoa vậy đó. Nó nở lần nào lên trên trường muốn đập em không ra cái gì hết. Bây giờ nó không phải bạn em mà anh giác tháo nó nhà nó lâu rồi đó. Thôi bây giờ cho vệ sĩ đi heo đi. Thôi mà trời đất ơi, dù sao thì em cũng lớn rồi, anh phải cho em một chút gọi là trải nghiệm cuộc sống để em lớn lên chứ. Chứ lúc nào anh cũng bảo vệ em hoài sao em lớn được, đúng không? Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy rồi thì thì thôi cũng được. Nhưng mà với một điều kiện, nếu giờ mà em bị đánh nữa là lần sau anh sẽ cho vệ sĩ đi heo đó nha. Dạ em biết rồi. Ôi, thiệt tình. Ôi vệ sĩ ơi, dạ. Cô chủ ra xe đưa cô chủ đi học cho lên. Dạ ok, thôi anh trai thì em đi học nha, bye anh trai. Bye anh gái em, đi học vui vẻ. Dạ vâng, ơi đi học thôi. Bye bye. Mình cảm giác nó không được an toàn hay lắm ấy nhờ. Chị đâu? Dạ vâng, có. Các người hãy đi theo cô chủ, theo dõi nhất cử nhất động cô chủ. Nhớ, âm thầm lặng lẽ không để cô chủ phát hiện nghe chưa. Vâng, nghe tốt. Lên đường đi. Ai, nóng quá, chắc đi tắm cái. Cuối cùng tới trường. Đến trường rồi. Rồi, ok, cảm ơn người nha. À mà cô chủ ơi, có vấn đề gì cô chủ phải gọi tôi đó. Chứ không là ông chủ lại bắt tôi phạt chạy 100 vòng, khổ tôi lắm, cô chủ nó gọi tôi đấy. Rồi, tôi biết rồi, nhất định tao sẽ kêu ngươi mà. Thôi, bây giờ ngươi về đi, thế nhá. Bye. Được rồi, bây giờ mình phải cố gắng học một ngày thật đầy năng lượng rồi. Hãy chạy thôi. Tàn. Muốn. Ôi da, ây da. Ây, chờ. À, cái đầu của mình. Chết, mình đụng người ta. Xin lỗi cậu. Không, cái này là lỗi do mình mà. Cậu có sao không? Bạn gì ơi, bạn có sao không? Bạn có sao không? Bạn có sao không? Mình không có sao. Mình xin lỗi bạn nha, nãy mình chạy ra đúng không? Mình không để ý, xin lỗi bạn nhiều. Không. Cái này là lỗi do mình mà. Mình đứng đây cho mình lỡ va và phải bạn á. Mình mà. Thôi mà xin lỗi bạn nha. Nhưng mà bây giờ mình phải đi vô học rồi. Lát nữa giờ ra chơi mình mời bạn xuống căng tin. Mà bạn ăn gì đó coi như để mình xin lỗi nha. Nhưng mà vậy có phiền bạn quá không vậy? Không phiền đâu, thôi mình đi vô học trước nha. Tạm biệt. Bye. Ủa, cái cậu đấy là ai vậy? Sao cậu ấy dễ thương quá à? Ê, mình đang nói gì vậy? Thôi, mình phải tập trung mới được. Tôi bây giờ vào lớp mới được. Ok, xin lỗi mọi người. Trời đất ơi, cuối cùng tới giờ ra chơi rồi. Chắc mình phải ra căng tin để gặp cậu ấy mới được. Ủa, ai đây? Cái con nhỏ áo đen lần trước này phải không ta? Là
mình nè, bạn Ruby ơi, bạn có thể cho mình vào căng tin một chút được không? Tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao mình lại cho bạn vô cho một cái thể loại mà trời ơi chẳng cuốn như bạn hiểu chưa? Giờ mình không thích cho bạn vô thì bạn làm gì được mình đó, đó là làm gì được mình. Nhưng mà mình chỉ muốn vào để mua chút đồ ăn thôi mà, được không bạn? Hả? Tất nhiên là không rồi. Thế thì muốn mua chút đồ ăn thì bạn đưa tiền mình ơi, mình mua giùm cho. Đưa tiền ơi, quăng nhẹ tiền ơi. Ô Ruby, làm gì bắt nại Simmy ở đây vậy? Vậy ông bị điên rồi, đây là nhỏ đen là trước tôi ông bắt nạt bây giờ sao nói chuyện gì kỳ vậy ông nãy? Tôi đâu bao giờ bắt nạt Simmy đâu. Bạn nói kỳ vậy? Không phải không? Ông buồn cười, ông đùa tôi. Lần trước ông vừa bắt nạt Simmy với tôi với ông bị bắt nạt nhỏ áo đen xấu xí như vậy mà ông giờ ông nói vậy là sao vậy? Không hề nha, tôi chưa bao giờ tôi bắt nạt Sim nha. Trời, không có đâu. Đúng rồi, nè Ruby, cậu nói gì vậy? Cậu ấy không bao giờ bắt nạt tôi đâu nha. Ủa là sao vậy? Nhưng khoan ngàn. Tính ra là đứa tôi không bắt nạt, bây giờ sao? Ủa mà sao? Mai ơi, sao hôm nay nhìn ông khác quá vậy? Ông có thẩm mỹ hả? Làm gì có, tôi là vẫn là Mai bình thường mà. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi bắt nạt Simmy đâu. Mà đừng có điêu nha, trời có là nói không có là thôi nha. Đúng rồi á. Ủa Mai, tính ra là tôi với ông gì bắt nạt nhỏ này xong bây giờ ông thay đổi với cái bản chất của ông vậy? Rồi, tôi nói với bạn là bạn đừng có kêu ai là con nhỏ nha. Bạn này là bạn mèo Simmy nha, không có con nhỏ nha. Tôi là tôi chưa bao giờ tôi bắt nạt đâu, có nó không có thôi nha. Tính ra tôi xem ông là anh em chí cốt của tôi bấy lâu nay mà bây giờ ông đi, ông thích con nhỏ Simmy này xong rồi ông thay đổi bản chất của ông phải không? Thì ra ông quyết định bỏ anh em chỉ vì con nhỏ này thôi. Được rồi, từ bây giờ tôi với ông không còn tình anh em chí cốt gì đó. Bây giờ tôi với ông một đường, tôi một nẻo, còn nhỏ này đi đâu gặp đâu đến đó. Ok, đây đừng chắc tay đâu nha, có chuyện gì đừng tìm tới tôi nha. Sợ quá. Trời ơi là trời, người đâu kỳ cục quá. Mai mốt đừng có làm phiền mèo Simmy đó nha. Sim có sao không? Tôi không sao, tôi ổn mà. Trời ơi, Ruby hơi bị kỳ luôn. Nhưng mà Sim ơi, Mai có điều này muốn nói với Sim nè. Chuyện gì vậy Mai? Ngày mai Sim rảnh không? Sim đi ăn với Mai được không? Đi ăn hả? Trời ơi, sao mình ngại dữ vậy trời. Nhưng mà chỉ là đi ăn thôi mà. Chắc là bạn bè rủ nhau đi ăn cũng bình thường mà đúng không? Tôi rảnh chứ. Nếu mà hôm nay Mai rủ Sim đi ăn thì ok, chúng ta cùng đi ăn nha, được không? Vậy ngày mai Sim nhớ đi ăn với Mai nha. Ok. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Trời đất ơi, ngày mai mình sẽ đi ăn với cậu ấy. Vui quá à. Rồi, mình ngày mai mình phải chuẩn bị ăn mặc thật đẹp mới được. La 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 la. Ngày hôm sau nhá. Hôm nay anh thấy trời đẹp lắm luôn á Simmy. Không mấy hôm nay mình đi picnic đi. Thôi nhưng mà hôm bữa mình mới đi picnic xong. Không mấy giờ mình đi Đà Lạt đi. Trời hôm nay Đà Lạt mây đẹp lắm. Còn cái mùa này mà lên Đà Lạt là lạnh nhất đánh luôn á em. Ôi nhưng mà lạnh quá thì nó là không tốt lắm. Có đi cắm trại không? Em biết sao anh gái? Gái. Trời ơi. Ủa sao bạn cái đó chọn vậy? Đi bệnh đi đúng không? Giờ sợi đâu? Giờ sợi đâu cắp cầu? Em thích người ta. Nhưng bây giờ em không thích anh nữa. Em hả? Không cần anh nữa. Tức là bây giờ em bỏ anh đi. Anh trai xin khóc hoài vậy. Em không có bảo em bỏ anh đi đâu hả? Bây giờ mày nói mày chưa ra sao mày bỏ anh.
chị đi ăn để coi như là cảm ơn. Cho mày đi chơi, cho em thích người ta luôn đúng không? Thôi mà, thôi mà. Trời ơi, em xin lỗi, em không có bỏ anh đâu, anh yên tâm mà. Trời đất ơi. Trời đất ơi là trời. Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Hiểu anh đừng nói nữa. Ủa? Em không coi là anh trai nữa chứ gì. Hả? Để em đi cho em vừa lâu. Trời ơi, không vừa đừng đi nè. À, anh trai. Vệ sĩ, đuổi ra anh trai của ta đi. Cái gì trời, anh trai ơi. Mình tốt chứ mình không nên nói mấy cái vụ này cho anh trai. Mình nghe không, anh ấy lại xúc động, anh ấy bỏ mình đi nữa chứ. Anh trai thật tình á. Quay dầm mà. Ê, ông chủ ơi, chuyện có gì to tát đâu mà. Tôi thấy là em gái ông chủ cũng lớn rồi, thì lâu lâu để cô chủ cũng thích người này người kia, đi chơi người này người kia cũng có sao đâu. Không được, ta không thể nào chấp nhận chuyện này được. Không tin bất kỳ ai ở bên ngoài kia có thể bảo vệ được con bé, bởi vì chỉ có ta mới có thể bảo vệ được con bé mà thôi. Bình thường mọi chuyện ta đều giao cho các người, nhưng riêng lần này ta sẽ đích thân lo liệu. Em gái sẽ bảo vệ em. Em gái. Ok ok. Cô ấy tới trước mình luôn kìa. Thế mình lại đi trễ nữa rồi. Nè Mikey. Ủa Sim. Sao Sim tới muộn vậy? Xin lỗi Mai nha, do tôi phải gọi là dụ anh trai tôi đỡ khóc á, nên tôi tới trễ, có gì ông thông cảm thôi nha, xin lỗi nhiều. Không sao đâu, tôi tới trễ mới có 2 tiếng cho nên Mai đứng chờ được, không sao đâu nha. Vậy hả? Cảm ơn nha. Hôm nay Mai rủ Sim đi ăn gà hả? Trời ơi, thích vậy? Ăn gà gái không? Thích chứ. Thế thì tụi mình đi vô ăn ha. Ok. Trời đất ơi. Ôi, ở đây có cái bàn đôi nè, bây giờ mình ngồi lên đây ha. Ok. Lên ngồi đi. Cái bàn này là Mai đặc biệt gọi là đặt riêng để cho hai tụi mình tới đây ăn á, có nến và các thứ. Vậy hả? Kính chào quý khách đã đến với quán KFC của chúng tôi. Dạ, chào anh. Cô bạn nhỏ. Chào. Chào khách kìa. Chắc là chào á. Dạ vâng, chào anh ạ. Sao cô muốn kêu gì, cô muốn order gì, quán tôi có hết vậy cánh. Dạ vâng, thì hiện tại tôi đang muốn ăn gọi là 2 phần gà với 1 ly trà đào. Đấy, ok. Ok, gói luôn. Ăn gì? Phục vụ kìa, cho tôi. Nói lại nó lên thời gian người ta có hỏi ăn. Cho tôi 1 phần gà rán với lại là 1 ly trà sữa. Rồi, chờ xíu. Cô chờ xíu nghe, có liền. Dạ vâng. Nhưng... Trời phục vụ kỳ á. chắc là người ta cũng mới vào làm nên có gì cậu thông cảm nha. Trời đất ơi, cậu còn ngồi quả đốt cả mế lên luôn hả? Tôi đặc biệt làm cho Sim á, hơi bị đẹp luôn á. Cảm ơn cậu nha. Ai gà của cô đây, gà à. Trời đất ơi, gà với trà đào, trời ơi, sao nhìn ngon dữ vậy. Dạ, cảm ơn anh nha. Chúc quý khách ngon miệng. Dạ vâng. Ủa thấy gì thiếu thiếu đúng không ta? Ủa giờ còn đoàn của Mai đâu? Ủa cậu kêu nhân viên thử coi. Nói gì kỳ vậy? Ủa nhân viên ơi, sao đoàn của tôi đâu? Dây! Đoàn của tôi đâu? Nói gì? Hỏi lại! Đoàn của tôi đâu? Tôi kêu rồi mà. Đồ ăn mà. Đúng rồi. Chia bớt cho cậu nha. Chắc là hôm nay cái phần đó Sim ăn đi, chứ bây giờ Mai không ăn nữa đâu. Ok. Lạ với người ta. Mang đi đây. Ủa nhân viên này bị gì ta, có hiềm khích chứ gì với mình vậy trời. Lạ quá à. Nhùm. Trời ơi, tôi không ngờ nhìn ông vậy mà ông học giỏi dữ luôn á.
Gian tiểu à. Tôi là hồi cấp 1 là tôi học giỏi cái môn hóa lắm luôn á. Tim cũng học giỏi mà. Ủa mà cấp 1 có hóa hả? À nhưng mà thôi, trời ơi vậy cũng ngầu quá trời luôn. Trời nhớ là tôi còn bị cố gắng học thật giỏi mới là cũng như ông ấy rồi. Quý khách ơi, hôm nay quán tụi tôi có một cái món vô cùng đặc biệt, vô cùng ngon, tặng kèm cho các bạn nào, các bạn nam này nè, tặng cho các bạn đó. Ồ, có tặng kèm đồ ăn á Mai, trời ơi may mắn. Hình như là nãy giờ là cái thái độ phục vụ không được, nhưng mà bây giờ tặng quà để tặng món ăn đặc biệt để xin lỗi nè. À ra vậy. Nhưng mà cái món này là chỉ tặng riêng một mình bạn nam thôi. Nó là bạn nữ không có được nhìn, bạn nữ phải đi qua đây. Ủa, đi qua đây hả? Ủa, chết bạn nam ngồi đó, tôi đem đồ ăn ra cho. Ủa đồ ăn gì vậy? Cảm ơn quý khách. Trời ơi là trời luôn, hôm nay đi chơi đâu toàn gặp chuyện xui không à, bực thiệt chứ. Thôi Mai bình tĩnh đi mà. Dù sao hôm nay là hai tụi mình đi chơi á, nên có nhiều chuyện hơi xui xíu, nên có gì em bỏ qua nha, được không? Hả? Mai xin lỗi Sim nha, nãy giờ Mai hơi bực cho nên hơi lớn tiếng á. Không sao. Sim ơi, tôi có chuyện muốn nói với bà nè. Chuyện gì vậy? Tôi nghe nè. Thật ra, tôi Trời ơi, tại sao anh nỡ lòng nào làm vậy với tôi? Anh cứ thương tôi mà giờ chỉ cua con khác. Ủa, Mai, cậu có người thích rồi hả? What? Ủa, còn cô gái này, ủa cậu là ai vậy? Bây giờ tính ra mình cũng chưa lớn lắm mọi người, nên mình nghĩ bây giờ việc của mình đó chỉ là tập trung học hành và quan tâm chăm sóc cho gia đình hơn là hết thích một ai đó mọi người. Đúng vậy, mấy đứa hay đúng không mấy đứa? Thôi, được rồi. Coi như hôm nay là một ngày gọi là vừa vui vừa buồn của em, nên chúng ta sẽ cùng đi cắm trại đó mọi người. Let's go. Rồi, mấy đứa hôm nay là ăn bao hết nha. Yeah, đi thôi. Anh nghĩ sao khi em thích một ai đó? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà nó luôn á. Ra anh trai. Anh ok. Ê đừng 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 đừng. Trời ơi, nhưng mà Sim, Mai quên kịch bản rồi.